Thanh lý cho anh em chiếc vai bò của Đức. Em vai bò của Đức rất là đẹp. Em này bề ngang của em này khoảng 3 căng gai của em, khoảng 60. Mặt lớn nhá, mặt rất là lớn luôn. Khoảng găng tay. Vai bò Đức. Kính zin. Kính mo zin. Em quay đằng sau cho anh em nhìn. Đây anh em nhìn này. Nó lắc rất là chất lượng. Đây. Lắc cực kỳ chất lượng luôn. Máy vàng ươm nhá, máy lớn to vật. Gông đây anh em, gông đồng vàng. Lăm búa, lăm côn. Chuông nghe rất phê. Này. Origin. Đấy, cái này nó còn cái tem made in Germany. Có một số dòng bởi vì nó cổ rồi mấy chục năm thì nhiều khi nó bị mất. Mất cái tem. Cái này vẫn cần tem. Kenzer. Hôm nay thanh lý cho các bác giá rất là hợp lý, vừa miếng. Anh em nào muốn sở hữu em vai bò Đức cổ này thì điện cho em nhé. Số máy 098 369 8887. Nhắm lại tiếp mặt tiền của em nào. Rồi, xin chân thành cảm ơn các bác.